Kính thưa quý vị, trong những ngày đầu của tháng 10 thì chúng ta bắt đầu khởi sự cái cuộc bỏ phiếu gọi là phiếu khiếm diện, và sau đó chúng ta sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Trở lại cái vấn đề mà chúng tôi vừa trao đổi với anh nghị viên Phát Bồi, anh đã có được một cái con số tới 17.000. Tôi nghĩ rằng ông Andrew Đỗ phải có những cái điều gần ông, nhờ anh giúp đỡ để làm sao kiếm khuyến khích và nói cái số 17.000 người đó về hướng về phía ông Andrew Đỗ. Và kế đến là bà Janet Nguyễn. Ngày tôi nghĩ rằng chắc lẽ trước ngày bầu cử bà sẽ làm sao đưa ra một cái gọi là cái điện thoại gì anh? Gọi là telephone. Robot call đó hả? À đó. Và cái nói nên đi bầu cho ông Andrew Đỗ đi. Anh nghĩ rằng hai cái điều đó có thể xảy ra hay không? Cho đến ngày hôm nay chúng tôi chưa hề được ông Andrew Đỗ tiếp xúc để mà nhờ chúng tôi giúp đỡ. Dĩ nhiên không thể nào mà chúng ta nói một cách đơn giản là giúp cho tôi nhé, rồi chúng tôi cũng như là thượng nghị sĩ sẽ giúp cho ông Andrew Đỗ. Mà cái điểm quan trọng là những cái issue, những cái vấn đề mà ông Andrew Đỗ đã mắc phải trong quá khứ, đã lầm lẫn trong quá khứ, ông phải giải thích cho chúng tôi biết là cái nhìn của ông về những cái chuyện đó như thế nào. Nhưng mà cái mắc phải là mắc phải gì thưa Chúng anh tôi nói thấy mắc phải chúng tôi. thí dụ như cái việc tổ chức hội chợ Tết rất là lem nhem, những cái thành quả thì ông nhận hết về ông, nhưng mà những cái trách nhiệm thì ông lại đổ hết cho người khác. Cái chuyện đó chúng tôi thấy không thể nào tin tưởng được. Và cái việc thứ hai là ông là cái người mà đã chính ông đã lên trên đài chê trách thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là một cái người con nhà nghèo, thất học, không xứng đáng, và trong suốt mà 10 năm làm giám sát viên, tất cả mọi việc của thượng nghị sĩ đều do ông Andrew Đỗ và ông Lê Công Tâm làm hết mà bà không biết làm một cái gì. Một cái người mà đã làm việc với một cái người thượng cấp của mình không thể nào có một cái lập trường mà không tin tưởng được như vậy. Cái điều đó làm cho chúng tôi hết sức là quan tâm, là bởi vì khi chúng ta không tin tưởng được thì làm sao chúng ta giao cho họ cái trách nhiệm đứng ra lãnh đạo cho cộng đồng được, vì họ có thể bán đứng chúng ta bất cứ lúc nào. Cho đến ngày nào chúng tôi chưa thấy được cái điểm đó của ông Andrew Đỗ thì chúng tôi không thể nào ủng hộ ông được. Ngày nào chúng tôi thấy được là ông đã phục thiện, ông quay lại, thì chúng tôi sẽ xem cái việc để mà giúp ông thắng cử. Cảm ơn nghị viên Phát Bùi, nhưng đến bây giờ thì là tiếng nói của luật sư Đỗ Phủ. Chúng tôi muốn nghe tiếng nói của một người hoạt động dưới hình thức của Đảng Dân Chủ, một trong những người trình độ kiến thức của ông, hoạt động của ông, rồi từ tất cả mọi phương diện. Ông là một người media, một người có thể nói cũng là một thương gia kinh doanh ở đây. Ông là một trong những người gần gũi với nhiều thân cửu của ông ở đây. Tiếng nói của ông chúng tôi muốn nghe ông nói rằng: lẽ dĩ nhiên tôi không muốn hỏi ông bầu cho ai, nhưng mà về phía ông, nếu ông muốn người của Đảng Dân Chủ có một cái chức vụ ở địa hạt, giám sát viên địa hạt một này, ông sẽ làm gì? Ông làm điều gì cho chúng tôi biết nào? Thứ nhất đó là chúng tôi nhìn qua cái thành tích của cái người đó chỉ là người Việt. Mình coi thử người đó là người đó có làm việc gì được cho người Việt hay không? Và Hoặc là những cư dân ở đây. Đó là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ nhì nữa, những cái điều mà mình nhìn ở một người mà lên cái chức vụ mà lãnh đạo đó thì nó phải có tư cách đạo đức. Nhưng mà những cái điều mà đạo đức đó thì anh nghị viên Phát Bồ vừa đưa ra về ông Andrew Đỗ, mình thấy là nếu mà những cái điều đó như vậy đó là ông này không có cái tính cách đạo đức. Thứ nhất là không có trung thành với lại thượng cấp của mình. Bây giờ thượng cấp của mình là anh cô Janet hồi xưa đã từng mướn anh làm đệ tử cô này mà. Thời thưa gian thưa thưa luật rất lâu, sư, rất thưa lâu. luật sư không thể nào Commissioner nói đã từng làm commissioner. Ít nhất đó, nếu mà mình bị tách rời khỏi cái vị trí đó, và nhất là cô Janet là người đã đưa anh lên trong cái chức vụ giám sát viên. Tại vì chúng ta phải nhớ cái kỳ bầu cử của anh Andrew Đỗ đó, lúc mà đánh với ông Lou Correa thì cô Janet đã bỏ hết công sức để giúp anh Andrew Đỗ. Người ta giúp mình như vậy, bây giờ mình có cái sự bất bình với người ta, tôi không nghĩ là mình nên có cái thái độ trịch thượng với những người mà hồi xưa đối xử với mình. Thưa thưa luật sư là thuộc thế hệ trẻ, giáo dục ở đây có cái sự hiểu biết, có thể nói cởi mở hơn. Đến bây giờ là cái lúc chúng ta lẽ nhiên cái tôn sư trọng đạo là cái người Việt Nam chúng ta lấy hàng đầu, nhưng mà chúng ta phải khai phá đầu óc, chúng ta cởi mở nhiều hơn, chúng ta chọn cái đúng chứ không bao giờ phù cái sai, thưa anh Tôi luật không biết là sư. có sai hay không. Vâng. Cái sai của cô Janet là cái gì tôi chưa biết. Tôi nói là phía bên tôi nhìn về con người thôi. Dạ Nhưng mà tôi huấn luyện là sĩ quan Hoa Kỳ, là tôi có loyalty với lại người cấp trên của tôi. dạ Cái chuyện đó chuyện đầu tiên nhá, không phải là Mỹ Việt Nam khác nhau đâu. vâng Văn hóa của Hoa Kỳ cũng là có loyalty. Cái chuyện loyalty, chuyện đầu tiên đó là mình có bất bình với cấp trên của mình trong quân đội, nó có cách luật sự riêng của nó và có những cách hành xử riêng. vâng Nhưng mà tôi nghĩ là anh Andrew Đỗ anh xé rào. Anh xé rào là cái chuyện anh không đồng ý, anh xé rào không sao. Nhưng mà cái chuyện tôi nghĩ là cái cách nói chuyện đó, nó nói lên cái tư cách của mình.
với cái người hồi xưa tức là thượng cấp của mình. Có nhiều cách để tranh cử lắm. Ừ. Anh không cần phải mạt sát cái người mà thượng cấp của mình. Anh không cần nói những cái lời lẽ nặng nề với người thượng cấp của mình. Anh có thể nói khả năng của anh. Đó là những cái cách để tôi nói đánh giá về cái tư cách đạo đức làm lãnh đạo của cộng thế đồng. Phía bà Michelle Martinez thì phía là một trong những người cùng đảng với là luật sư thì như thế nào? Tôi thì tôi có dịp tiếp xúc với bà Michelle Martinez và bà có lên một số đài TV bà nói chuyện. Thì tôi thấy bà là một người làm việc cho một cơ quan từ thiện và người rất có tư cách. À, thứ nhì nữa đó là bà nói chuyện rất ư là genuine, tiếng Mỹ gọi là genuine, nó tiếng Việt tức là thành thật. À, và những ngày tới đây tôi nghĩ là cái sự tiếp xúc của bà với người, tiếp cận với người gốc Việt chúng ta sẽ nhiều hơn. Và bà có nói là nếu bà đắc cử chắc chắn bà sẽ mướn, bà cần một người gốc Việt làm việc trong bộ tham mưu của bà ta và đại diện cho người gốc Việt luôn. Dĩ nhiên bà giống như ông Lou Correa. Cho nên tôi tin tưởng là với cái chuyện mà bà Michelle Martinez bà làm giám sát viên quận Cam đó thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có cái quyền lợi nhiều hơn. Thứ nhất là bà không có đi ngược lại quyền lợi của sinh viên. À, chuyện đầu tiên tôi thấy ông Daniel Osai là ông tổ chức nhiều ngày tổ chức lắm mà anh tổ chức một cái anh class với ngay người sinh viên là anh đúng đó anh làm lãnh đạo cộng đồng đó là anh phải hàn gắn cộng đồng chứ anh không chia rẽ cộng đồng nỗi cái đó không tôi thấy là không được. Nhưng mà thưa luật sư trong khoảng thời gian dài giám sát viên địa hạt một nó nằm ở trong tay của người Mỹ gốc Việt chúng ta. Cái cộng đồng người Việt chúng ta cũng tiến triển, có nhiều cái dấu hiệu cũng tốt. Ban giao đi phía ngoài, lên tới Washington DC, tới về Việt Nam, tiếng nói của người Việt chúng ta cũng mang ra. Thì tại sao có cái gì đâu tệ đâu mà chúng ta cần phải thay đổi? Những cái thành quả thứ nhất đó là những thành quả của chuyện mà về Việt Nam, không phải riêng của những người giám sát viên mà làm được. Vâng. Nó có nhiều nỗ lực của nhiều đồng bào ở nhiều tiểu bang khác nhau. Dạ, vâng. Họ đi lobby, họ đi vận động nhiều dân biểu quốc hội, họ vận động từ Tổng thống Obama. Và người là một người gốc Việt đó thì người nào cũng có trách nhiệm đó. Cho nên tôi không nghĩ là do cái chuyện mà tại vì có cô Janet, tại vì có ông Andrew Đỗ mà những cái chuyện là thành quả đó. Tại vì tôi là người đi vận động rất nhiều nhưng mà lấy Việt. Nhưng mà lấy đâu để luật sư tín nhiệm là bà Michelle Martinez sẽ đi theo cái đường lối cùng với cộng đồng người Việt chúng ta? Thứ nhất đó là cái chuyện mình tiếp xúc với bà ta. Mình cảm thấy bà như thế nào. Bà làm đã từng làm councilman ở thành phố Santa Ana. Thứ hai nữa đó là mình đang thấy cái người mà đang làm việc cho mình. Vâng. Có những cái tư cách và có những cái chuyện nói chuyện mình không có đồng thuận thì mình có quyền mình bầu cho người nào mình tin tưởng hơn với cái sự lãnh đạo đó. Cái vấn đề là anh Andrew Đỗ trong thời gian giám sát viên tôi nghĩ người gốc Việt và cử tri họ sẽ đặt câu hỏi lên là anh ta đã làm gì. Tôi không có bênh trong hai ứng cử viên, tôi không có bênh người nào, Andrew Đỗ hay là bà Michelle Martinez, nhưng mà cái điều tôi chỉ muốn nhắc lại là anh thắng cử thì anh phải làm gì cho cử tri của anh, cho cộng đồng người Việt Nam mình nói riêng. Thì anh Đỗ Phủ anh nhắc đến cái việc là nhiều khi người ngoại quốc mà họ lại vì họ cần cái lá phiếu của mình, họ cần cái sự yểm trợ của mình mà họ làm việc siêng năng hơn, họ chú tâm đến cái quyền lợi của cộng đồng mình hơn. Nhưng mà người ngoại quốc họ bị cái vấn đề là họ không hiểu rõ được những cái vấn đề khó khăn của cộng đồng mình, hay đó là cái trở ngại của họ. Bây giờ trở về cái người ứng cử viên Việt Nam, họ hiểu rõ những cái vấn đề của cộng đồng của mình hơn là vì họ là người Việt, họ hiểu văn hóa của mình, họ hiểu, họ sinh hoạt trong cộng đồng mình, họ biết rõ. Nhưng mà họ có cái lòng, họ có cái đạo đức để mà tranh đấu cho quyền lợi cộng đồng của mình không? Họ chỉ tranh đấu cho quyền lợi của cá nhân họ, và vì cái việc họ chỉ quan trọng quyền lợi cá nhân họ mà họ làm hại đến cái sự lớn mạnh, sự phát triển của cộng đồng của mình. Thưa thông thường thưa luật sư Đỗ Phủ cũng giống như nghị viên Pháp Bùi ở Hoa Kỳ này, khi người ta ra ứng cử người ta nói vấn đề đạo đức gia đình thì hình ảnh của ông luật sư Andrew Đỗ là một trong những hình ảnh tiêu biểu cho cái đạo đức ở cái xã hội Mỹ này. Gia đình ông hai đứa con gái ăn học đàng hoàng, chưa có một cái sự kiện gì liên quan đến cái vấn đề tội phạm, vấn đề tệ nạn xã hội. Bà xã của vợ của phu nhân của ông là một bà chánh án, mà hôm nay giờ thì chúng tôi thấy sự hiện diện của họ ở khắp nơi, có thể cũng có nêu lên một cái hình ảnh tiêu biểu cho cái thế hệ thứ hai. Luật sư có đồng ý với tôi về điều đó không? Dạ, nếu mà tính điểm như anh Trọng thì ông được 10 điểm trong cái hội mà gọi là hạnh phúc gia đình. Tại vì cái hội hạnh phúc gia đình đó thì nhiều người lắm, không riêng gì ông Andrew Đỗ mà anh Phát đây hoặc như tôi, bao nhiêu người như vậy, cái đó là vô số kể. Cho nên cái đó tôi không có cho credit gì cả. Tại vì cái chuyện đó chuyện đương nhiên. Anh ở Mỹ mà anh may mắn anh có được gia đình như vậy là do sự may mắn thôi. Cái vấn đề là khi anh ra ứng cử thì anh phải làm được cái gì cho cộng đồng thôi, anh ở nhà với vợ con anh đi. Cho nên ông ta làm được hội chợ Tết, làm Trung Thu vân vân. Có bao nhiêu lần rồi anh? Cái vấn đề là có bao nhiêu lần rồi, cái chính là đã làm được gì cụ thể cho cộng đồng mình khác với những người trước. Có gì khác không?
Cái đó chuyện đó tôi câu trả lời tôi chưa thấy. Tôi chỉ thấy có cái chia rẽ duy nhất đó là cái hội chợ Tết sinh viên ông đi ông làm cùng ngày với lại phía bên của cộng đồng. Sau đó là cái vấn đề bê bối và vấn đề tiền bạc thì nó xảy ra. À, và sau đó thì có những người bị tiền bạc chưa ông giải quyết. Nhưng mà lúc đầu thì ông kêu ông đứng ra ông giúp tổ chức. Mà lúc bị chuyện thì ông chạy đâu mất. Cho nên cái chuyện đó mình phải hỏi. Cảm ơn luật sư cũng giống như cảm ơn nghị viên Pháp Bùi. Kính thưa quý vị, đó là một vài cái ý kiến về cái cuộc bầu cử sắp tới mà có thể nói rất là sôi nổi trong cộng đồng người Việt chúng ta. Đó là chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.